Mời anh chị em lắng nghe tin mừng và suy niệm tin mừng Chúa Nhật thứ hai mùa vọng năm C. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đời Hoàng đế Tiberio năm thứ 15, Phong Sio Philato làm toàn quyền xứ Judea, Herode làm thủ hiến xứ Galilea, còn em là Philippe làm thủ hiến xứ Ituria và Traconitide, Lysania làm thủ hiến xứ Abilena, Anna và Caipha làm thượng tế. Có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Zacharia trong hoang địa. Ông liền đi khắp miền sông Giô-đan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách tiên tri Isaia rằng: có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi. Con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy sang cho bằng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Suy niệm có chủ đề Elia xưa và nay. Từ chương 17 sách Các Vua quyển thứ nhất nói đến ơn gọi của tiên tri Elia, người suốt đời anh dũng chiến đấu bảo vệ đức tin. Lỗi tại vua Ahab kẻ nhu nhược đã để hoàng hậu Isabel, một người ngoại giáo độc ác, thao túng hoàng triều. Thay vì thờ Thiên Chúa, Isabel dựng bàn thờ Ba-an ngay tại thủ đô và đặt pháp sư trông coi đền thờ. Bà muốn biến Israel thành quốc gia thờ thần ngoại. Trước nguy cơ đức tin của toàn dân bị đe dọa, tiên tri Elia vì lòng nhiệt thành đứng lên tố cáo sự yếu hèn của Ahab và tội ác của Isabel. Tiên tri phải liều thân chiến đấu với 450 tư tế của Ba-an. Nhờ quyền năng Thiên Chúa, thắng lợi thuộc về tiên tri. Isabel vốn thù ghét tiên tri Elia, càng trở nên căm thù dữ dội. Bà quyết đặt mối thù không đội trời chung với tiên tri. Số 1. Thánh Gioan tẩy giả, Elia thời đại. Trong Cựu Ước, tiên tri Elia có công gìn giữ, bảo vệ đức tin. Ông chiến đấu đến cùng để Israel quay về với chân lý là chính Thiên Chúa. Ông đã dọn đường cho dân quay về và trung thành thờ phượng Chúa. Tân Ước, hình ảnh đẹp về tiên tri Elia được Chúa Giêsu gán cho Thánh Gioan tẩy giả. Thật Elia phải đến chấn hưng mọi sự. Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan tẩy giả. Tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 17 từ câu 10 đến câu 13. Như tiên tri Elia, Thánh Gioan là người dọn đường tài ba để đưa Chúa đến trong lòng người và đưa con người về với Chúa. Thánh Gioan chấn hưng lòng người bằng kêu gọi ăn năn sám hối. Với lối thuyết trình mang hình ảnh, Thánh Gioan dạy cách ăn năn sám hối thật sống động và gợi nhớ. Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi. Con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy sang cho bằng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Suốt đời Thánh Gioan thao thức và bảo vệ đức tin khỏi mọi ngẫu tượng
là lối sống sa đọa, tội lỗi của vua chúa và của dân chúng. Ngài ngoan cường chiến đấu cho chân lý, đã gìn giữ đức tin đến đổ máu vì đức tin ấy. Xưa Chúa dùng tiên tri Elia để thanh tẩy đức tin của dân Israel trước sự suy đồi tôn giáo. Thời Chúa Giêsu, Thiên Chúa dùng Thánh Gioan thanh tẩy đức tin của dân chúng để dọn đường cho đấng cứu thế đến trong lòng người. Số 2. Ăn năn sám hối cụ thể là thế nào? Ta không chỉ ngồi đó và thưa với Chúa, lạy Chúa con có tội, xin tha tội cho con, rồi lại tiếp tục ngồi chờ ơn tha thứ. Ta không chỉ thực hiện hành vi bên ngoài như đấm ngực, xé áo, vật vã vì đau khổ trước tội lỗi của mình. Ta không chỉ đọc lời kinh quen thuộc, con đã cả lòng phản nghịch cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cãi hết năm này sang năm khác, mà vẫn chỉ là con người cũ lại tiếp tục theo ta vào ngày mai, không có gì mới, không có gì sửa đổi. Ăn năn sám hối là nhận ra cái sai và quyết tâm sửa đổi đi cùng với việc cầu nguyện xin ơn Chúa giúp cho mình tích cực sửa đổi và sửa đổi tận căn, sửa đổi toàn vẹn, sửa đổi quyết liệt, sửa đổi cấp tốc. Trong ta luôn ẩn núp sự kiêu ngạo, muốn nâng mình lên, khoe khoang, tị hiềm, ganh ghét, khổ sở khi thua kém người khác. Tâm hồn dù mong muốn phụng thờ Chúa, vẫn có những tự ái, khó khăn, cố chấp trong tính hư của bản thân, từ đó không dễ gì nhận lỗi, không dễ gì tha thứ cho anh em. Biết bao lần ta để cái tôi của thế gian trỗi dậy qua tất cả những biểu hiện xấu, tham lam, ham muốn thật nhiều của cải, muốn chiếm đoạt hoặc muốn thu vén tất cả sao cho tư lợi ngày càng đầy lên, ngày càng rộng ra. Bao nhiêu lần lẽ ra phải là tác nhân tình yêu, nối kết, hiệp nhất, ta lại thành nguyên nhân giận hờn, ganh ghét, nghi kỵ do tà tâm. Không ít lần ta trở thành nguyên nhân của hố sâu chia rẽ, bất hòa, thù hận, tính toán nhỏ nhen. Chẳng những không tích cực loại trừ đam mê, ham muốn bất chính, có khi ta còn miệt mài theo đuổi danh lợi, dục vọng và biết bao nhiêu lạc thú trong cõi riêng tư. Lẽ ra phải để Chúa chiếm ngự, ta lại mang quanh co của dối trá, không thành thật với Chúa, với người, với chính mình. Ta ương lười đạo đức, thiếu tập nhân đức, thiếu nỗ lực để gần sự thánh thiện, trong khi đó lại trốn bổn phận, giả hình, thiếu duyệt xét lương tâm. Tất cả những cái xấu ấy là đồi, là hố sâu lồi lõm, là con đường khúc khuỷu, gồ ghề, mấp mô mà Thánh Gioan đòi phải sửa sang lại. Phải bạc, phải lấp sao cho lòng ta là con đường thẳng tắp để thực sự đón Chúa ngự đến. Nếu tiên tri Elia và Thánh Gioan đều quả cảm chống việc thờ ngẫu tượng, thì Kitô hữu cũng là tiên tri chống việc tôn thờ ngẫu tượng của thời đại. Ngẫu tượng cám dỗ chúng ta luôn bao vây như kỹ nghệ, kỹ thuật, khoa học thực nghiệm, sự hưởng thụ, thực dụng, vô thần, quyền lực, vật chất, cá nhân chủ nghĩa, chủ trương tự do đến thác loạn, tự do luyến ái, tự do quan hệ ngoài hôn nhân bừa bãi, các giáo phái, nhiều lối tôn thờ ngẫu tượng khác, vân vân. Hãy theo lối mở của tiên tri Elia xưa và thực hành lời Thánh Gioan Elia thời đại. Chúng ta thanh tẩy lòng mình, hoán đổi chính mình để ngày càng xứng đáng hơn trước Thiên Chúa. Cảm ơn anh chị em đã lắng nghe.
Xin Chúa ban phúc lành cho chúng ta trong suốt mùa vọng.